Audi trân trọng kính chào quý khách. Dung Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với video ngày hôm nay của Dung Audi. Như thường lệ, Dung Audi sẽ lại lên sóng review và giới thiệu tới toàn thể anh em về một trong những chiếc xe chất lượng đang được trưng bày và giao bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh em đang là chiếc Samsung SM3, một trong những chiếc xe được liên doanh liên kết giữa tập đoàn Renault SA của Pháp và tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Và chiếc xe này là mẫu xe nội địa Hàn Quốc được tin tưởng và sử dụng tại Hàn Quốc. Về tới Việt Nam thì nó được phân phối độc quyền. Chiếc xe này nằm trong phân khúc hạng C. Cùng phân khúc với cả những chiếc xe như là Civic, như là Elantra. Đó. Nhưng mà giá dành của chiếc xe này thì cực kỳ mềm mại. Chiếc xe này thì được trang bị động cơ 2.0, số tự động. Giá tiền của xe là 355 triệu đồng. Bản 2.0 là bản full cao cấp nhất anh chị em nhé. Bản full cao cấp nhất của SM3 rồi. Đối với chiếc xe này thì nó của Hàn Quốc nhưng mà nó lại mang phong cách của châu Âu. Tất cả mọi chi tiết và phong cách của nó đều là phong cách châu Âu. Sự kết hợp giữa Renault SA của Pháp và Samsung của Hàn Quốc. Chiếc xe này thì nhiều người có nói rằng là đã sử dụng thì thấy rằng là một là nó cách âm cực kỳ tốt, cách âm rất tốt. Bên trong thì nó rất là rộng rãi và thoải mái. Và cái form dáng của nó, chất lượng của nó đều là chất lượng châu Âu, form dáng châu Âu. Cho nên là càng nhìn lâu thì càng thấy đẹp. Mỗi một ngày chúng ta lại phát hiện ra nó có một cái nét đẹp riêng, một cái điểm đẳng cấp riêng. Và đó cũng là cái lý do khiến rất nhiều người tin tưởng và sử dụng SM3. Sau khi dạo qua một vòng để cùng chiêm ngưỡng về tổng thành, form dáng cũng như toàn bộ những chi tiết ở bên ngoài, thì ngay bây giờ em xin được trân trọng kính mời toàn thể anh chị em sẽ cùng tiến vào những chi tiết và trang thiết bị được lắp đặt trên xe. Một chiếc xe form dáng đẹp, tổng thành đẹp, thân gầm chắc chắn, màu sơn vẫn còn mới, đời 2016 ạ. Giá tiền là 355 triệu đồng nhé. Bây giờ xin mời anh em chúng ta cùng tiến vào những chi tiết này. Đầu tiên những chi tiết ở trên đầu xe. Đấy, mặt ca lăng đều được ốp mạ chrome rất đẹp luôn. Xe được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng ạ. Đèn là đèn bi xê lông siêu sáng rồi. Vâng. La răng của xe là la răng đúc. La răng đúc với hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh. 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Xi nhan của xe được tích hợp trên gương với giải đèn LED trang trí. Tay nắm cửa với chìa khóa thông minh Smart Key. Ốp viền mạ chrome dọc từ đầu xe tới cuối xe. Đó là những chi tiết ở bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để cùng theo dõi những chi tiết và trang thiết bị lắp đặt bên trong. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện. Bàn phím được tích hợp trên vô lăng. Các phím điều chỉnh chức năng ở trên vô lăng. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu xa gần nhiều chế độ. Chế độ sưởi ghế và sấy ghế tự động. Bên trong của xe thì mặt táp lô màu đen, táp lô đồng bộ màu đen. Táp ly thì hai màu, màu đen và những chi tiết được bọc da màu đỏ ở đây. Đồng bộ với cả ghế da bên trong hai màu đỏ đen anh chị em nhé. Ghế da hai màu đỏ đen. Ghế rất êm ái và mềm mại. Trần lỉ. Và xe có cửa sổ nóc, động cơ 2.0 bản full option ạ. Có cửa sổ nóc điều chỉnh điện luôn ạ. Bên trong của xe thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở đây, trên đèn hậu đấy là cũng có một cái màn hình đấy, tích hợp màn hình luôn. Mặt đồng hồ ở đây ạ, mặt đồng hồ full LED đấy, hiển thị tất cả các thông số đấy, màn này, màn đồng hồ, màn hình tinh thể lỏng. Ở đây nữa có một cái đồng hồ ở đây báo Renault Samsung Moto. Sự kết hợp giữa Renault của Pháp và Samsung của Hàn Quốc đấy, tạo ra chiếc xe này SM3. Về thiết kế bên trong thì nó mang phong cách của châu Âu. Toàn bộ những chi tiết này nhìn trông rất là khôn, rất là đẹp. Ở đây là có một cái bộ phận decor đấy, giả vân gỗ ở đây. Ở phía dưới là hệ thống điều hòa tự động. Điều hòa tự động nhé. Đầu CD 6 đĩa. Đầu CD 6 đĩa. Đây là chìa khóa thông minh. Còn đủ cả hai chìa khóa thông minh luôn anh chị em nhé. Đủ cả hai chìa khóa thông minh luôn. Đây, chìa khóa thông minh cắm vào đây ạ. Đây là khởi động thông minh, đèn nổ start stop.
ở đây là hệ thống hộp số tự động. Đấy, động cơ của xe là 2.0 như em đã giới thiệu. Trong này đó là phanh tay điện tử. Chỗ ngồi của xe thì cũng rất là rộng rãi. Như em đã giới thiệu thì xe này cách âm rất tốt và chỗ ngồi bên trong cực kỳ rộng rãi. Đó là một điểm mạnh của Renault Samsung SM3. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với từng chi tiết nhỏ ở bên ngoài. Đầu tiên là hai bên cánh, bốn cánh, phần cốp xe và phần nắp cabo. Xe này thì được trang bị an toàn là bốn túi khí. Một túi khí ở trên vô lăng, một túi khí ở bên táp lô, còn lại là hai túi khí còn lại ở bên cột B. Đó. Nội thất bên trong cũng rất là đồng bộ ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chi tiết về phần đai ốc cũng như keo chỉ của xe. Đây là những chi tiết đai ốc ở cửa trên cánh lái ạ. Toàn bộ những chi tiết về đai ốc đều còn nguyên bản, rất đẹp. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra phần chỉ của xe. Đối với phần chỉ này thì khuyến khích tất cả các anh chị chúng ta sẽ sờ tay để chúng ta cảm nhận được độ mềm mại. Đấy. Đây là phần keo phía bên trên, bám dính và ăn khít ạ. Phần keo cao su ở bên trong, độ đàn hồi còn tốt, bám dính tốt. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra phần cửa sau của cánh lái. Đây là phần cửa sau của cánh lái ạ. Những chi tiết và đai ốc đây ạ. Phần chỉ của xe. Rất êm ái, rất mềm mại. Phần keo phía bên trên. Phần keo bên trong. Keo chỉ zin ạ. Bên trong thì điều hòa hai vùng độc lập các bác nhé. Hai vùng độc lập. Nội thất bên trong đồng bộ hai màu đỏ đen. Ghế da còn rất mới, rất đẹp luôn ạ. Cỡ lốp của xe là 215/55R17, đường bán kính lốp được kính lốp 17 ạ. La răng đúc phanh ABS. Phía sau của xe thì được trang bị cảm biến sau xe. Đây là các mắt cảm biến ạ. 1 2 3 4, 4 mắt cảm biến được trang bị phía sau xe. Bên trong nội thất của phần cốp xe SM3 đây ạ. Nội thất phần cốp sau thì còn rất mới. Vợ lớp nỉ bảo vệ này. Đấy, tất cả đều còn rất mới luôn ạ. Về phần trang thiết bị theo xe thì bao gồm có thiết bị nâng hạ và các trang thiết bị để cứu trợ khi xe gặp tình huống khẩn cấp. Chúng ta cũng nhìn ngó qua đây, hệ thống thân gầm của xe đây còn rất mới, rất chắc chắn. Một chiếc xe mang phong cách của châu Âu kết hợp với cả tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đây ạ, đây là phần chỉ của xe ở cốp này. Đó, toàn bộ phần chỉ xe còn rất đẹp. Đây ạ, những phần chỉ xe này là nó sẽ đánh giá chúng ta biết được rằng xe có còn nguyên bản hay không, có bị va quẹt đâm đụng hay không. Đấy, tất cả những chi tiết này chúng ta nên kiểm tra nó thật kỹ. Tiếp đến đó là phần keo ở bên máng nước. Phần keo này thì nó sẽ giúp cho khi mà nước mưa nó sẽ không bị thẩm thấu vào bên trong cốp mà nó sẽ chảy theo dòng ra ngoài. Anh em chúng ta kiểm tra thì anh em chúng ta cứ sờ xem là nó còn cứng cáp hay không, còn ăn khít hay không, bám dính hay không, độ đàn hồi của nó còn tốt hay không. Đây chúng ta nhìn thấy không ạ? Keo cao su còn rất tốt, rất đẹp, độ đàn hồi còn tốt, bám dính tốt, chắc chắn rằng là sẽ không có hiện tượng thẩm thấu nước vào bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chi tiết còn lại ở bên cánh phụ. Vẫn sẽ là những chi tiết về đai ốc. Đấy, toàn bộ những chi tiết về đai ốc ạ. Phần chỉ của xe. Phần keo của xe phía bên trên. Rất tuyệt vời ạ. Đây là phần cửa phía bên trên của cánh phụ. Toàn bộ chi tiết về đai ốc, phần chỉ của xe,
keo của xe. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng kiểm tra ở trên phần nắp capo cũng như phần động cơ của xe. Cộp rất nặng luôn, lắp capo cực nặng luôn. Đây là toàn bộ những chi tiết ở phần động cơ cũng như phần nắp capo. Và như thường lệ chúng ta sẽ đi kiểm tra từng phần một. Đầu tiên vẫn sẽ là đai ốc. Đai ốc của nguyên bản đây ạ. Phần chỉ của xe ạ. Đó. Toàn bộ những chi tiết và phần chỉ của xe trên nắp capo này còn rất đẹp. Rất đẹp ạ. Phần đai ốc cũng vậy. Những chi tiết về đai ốc cũng còn nguyên vẹn. Chúng ta cũng kiểm tra những chi tiết ở phần tai xe, phần ụ giảm sóc, phần thân rằng. Đấy, kiểm tra đai ốc. Tiếp đến là phần đai ốc và phần càng sắt xi cũng rất quan trọng. Về phần động cơ của xe thì xe được trang bị động cơ 2.0 rất mạnh mẽ anh chị em nhé. Đây là toàn bộ những chi tiết ở phần ốc máy. Toàn bộ những chi tiết ốc máy nguyên bản. Rất đẹp ạ. Bên trong thì gioăng phớt vẫn còn nguyên vẹn. Không bị ra dầu, chảy dầu. Bảo vệ cho lớp điện bên ngoài, lớp băng dính bảo vệ, lớp phao cũng như là lớp keo bảo vệ đều còn rất mới. Tất cả những chi tiết như ắc quy, bộ phận IC là đều có bảo vệ hết. Rất đẹp luôn ạ. Toàn bộ những chi tiết bên trong khô thoáng và sạch sẽ. Anh chị em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng dạo qua một vòng để cùng chiêm ngưỡng toàn bộ những chi tiết của chiếc xe Samsung SM3. Một chiếc xe liên doanh, liên kết giữa Renault của Pháp và tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Một chiếc xe nhập khẩu hàng nội địa Hàn Quốc, rất đẹp, phân khúc hạng C, sang trọng mà giá tiền thì lại hợp lý. Anh em nếu yêu thích chiếc xe này thì có thể xem xe, lái thử xe và trải nghiệm trực tiếp tại địa chỉ Lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em ở xa có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua Zalo hoặc số điện thoại 0855 966 966. Dũng Audi sẽ có những tư vấn cụ thể, giải đáp mọi nhu cầu thắc mắc, gửi hình ảnh, gửi video báo giá đến toàn thể anh em thông qua Zalo. Anh em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng trong 20 giờ hàng ngày. Buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Dũng Audi xin được cảm ơn mọi tình cảm ủng hộ của tất cả các anh em đã dành cho Dũng Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.